Bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày không đẹp trời cho lắm, nhưng mình vẫn tiếp tục gửi tặng đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình nhé. Xin mời. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu cho bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tô chân con gì nhỉ? Mình sẽ tô đến tai con chuột túi nha bạn. Giờ mình sẽ tô đến chân con họ nha bạn. Mình sẽ tô đến cổ con gì nha bạn. Đây là một chiếc tôi phần là bụng con chuột túi nha bạn. Em sẽ chơi tôi đến chân con hổ. Giờ mình sẽ tô đến phần đầu con dê như vậy. Mình sẽ tô đến đuôi con chuột túi như vậy. Giờ mình sẽ tô đến mặt con họ như vậy. Mình sẽ tô phần đuôi nha bạn, đuôi con gì. Giờ mình sẽ tô đến chân con chuột túi. Đấy, tô con chuột túi luôn nha bạn. Giờ mình sẽ tô phần đầu con chuột túi nha bạn. Đấy các bạn ạ, xong rồi nha bạn. Mình sẽ cất những cái mỏ này đi. Đấy các bạn ạ. Như vậy video của mình đã kết thúc các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mình. Như các bạn đã thấy, đây là phòng làm việc của mình, là nơi mình trang trí. Đây là những bức tranh do mình tạo ra và mình là một họa sĩ tự do. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời.
Và mình mong rằng các bạn hãy ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh để mình tiếp tục với động lực ra video. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn nhé, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tâm hồn nhé. Như vậy video mình kết thúc các bạn.